Huy đảo đấy không nhỉ? Có phải xe cây của Huy đảo đấy không nhỉ? Tác phẩm đẹp quá nhỉ. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Cây này bao tiền vậy anh cả? Đi dưới. Đấy. Thích cây nào là toàn trên tiền lít cả. Mua được. Rất giả. Làm khéo đấy. Lít rưỡi. Tính bằng lít đấy. Nói chung mình có thích cây nào là toàn trên lít cả. Đấy, anh em ạ. Còn đang trong quá trình nuôi dưỡng, chờ chuyển biến. Cái này sau khoảng độ 3 năm nữa, anh em gặp lại sẽ rất là khó mua đấy. Rất là khó mua đấy. Cái nét này nó còn đang mới làm. Nhưng mà cái dáng cây thì quá tuyệt vời luôn. Dáng cây tuyệt vời, xuất sắc. Quá đẹp. Cảm xúc. Ôi giời, mang bim bim đi ra đấy kia. Ôi, đồ đẹp. Bim bim đâu lại đi thuê chậu à? Đâu, xem phát nào. Đây, rồi, mang ra cho ông Tị à? Giống cái cây ngày xưa của mình thế nhỉ? Giống cây ngày xưa. Rồi, ok rồi. Đấy, bim bim vẫn thèm lắm. Cắt hết rồi còn gì nữa đâu. Tí nữa anh em sẽ được xem một cây bim bim. Nhưng mà ngày xưa cái cỡ đấy tôi rất là nhiều. Cây này là bao nhiêu nhỉ anh em? 15 triệu đấy anh em ạ. Giá rất rẻ. Bần nông đứng cạnh địa chủ là. Bần nông cạnh địa chủ. Ông nào có tài năng về nâng hạng lên thành địa chủ hết. Đây mẹ, để xem cái đại tướng ở trong này xem tình hình giá cả thế nào. Cây này cũng thích đấy. Không biết nó có trên trăm không? Trên trăm. Đấy, cũng thích đấy. Gầy đấy nhỉ. Đấy, cứ thích cây nào là biết là nó trên trăm rồi. Con này cũng khéo là còn trên trăm hơi nhiều đấy. Đúng rồi. Cụ thể là như nào nhỉ? Ngài nhỉ? 108. Đấy. Anh em ạ. Okay. Đồ đẹp bao giờ cũng ở bên phía trong nhá. Quý vị xem. 6, 8, 10. Thế là cái này nó vanh khoảng độ 200. Hơn 200. Cao độ 2, 4, 6, 8. Sau này cao hoàn thiện nó cũng 1 mét quay đầu thôi. Cao hoàn thiện 1 mét quay đầu. Quý vị xem thế sẽ cảm xúc như thế nào. Bên này này. Cái này này. Mà nó cỡ cái này thì cũng ối dồi ôi thôi. Ôi dồi ôi đấy quý vị. Mình có thể nuôi những cái hy vọng. Có thể mua về. Thích sáng tác mua về. Mà không màng đến kinh tế. Đấy. Quý vị thấy sao? Đẹp. Cây này thì sao anh nhỉ? 25 triệu đấy, hoàng lắm. Nói chung một dãy bên đấy thì nó cứ thế thôi. Chả cây nào quá 30. Bên này là VIP. Sừng sững này. Nghe viễn đấy à? Nghe viễn đấy à? Đấy, 50 một lít là toàn là lời hay ý đẹp.
đẹp. Đấy. Xẹo này. Già đấy. Quá già. Đây đồ cổ đây. Đây đấy có 15 triệu thôi. Đấy, 15 triệu. Rất rẻ. Rất rẻ. Có 5 triệu thôi à? 15. Lại cứ phải hỏi đi rồi lại. Có phải có phải giá thật không? Con này con dị ghê đấy nhỉ. Đây, chạy lên đây này, chạy xuống này, vòng lên. Trong khi nó xung quanh này vẫn là bệ. Rất hay. Rất đẹp. Và cây này khéo già nhất xe đấy. Già lắm. Ừ, già già. Già. Anh em cùng xem cái mặt sau của cái cây khổng lồ kia nhé. Mặt sau thì mặt này nó còn có một chút sẹo. Các cái tay sau nó được hết, nhưng cái tay này thì ôi trời ơi phết đấy. Bên đứng về phía bên này thì bên phía cánh phải nó đang phải chờ thêm cũng khá thời gian. Nhưng cây này thì để cắt được mấy cái chốt sau ấy, khi mà nó đạt ấy, là chơi cũng thích rồi. Cái này thì cũng không mong hoàn thiện sớm mà chỉ chơi cốt là cũng được rồi. Chơi cốt đây nữa nhỉ các bạn không? Ai chà, rất nhiều. Con này thì sao ạ? 35 triệu thôi. 35 à. Đấy. Đầy cảnh hết rồi. Toàn lắm thịt, toàn xôi thịt nhỉ. Xôi thịt. Chú đây à? Vụt, vụt cây nào chưa? Vụt mạnh. Bao nhiêu ông bảo bao nhiêu? Ông ấy bảo bao nhiêu? Đấy. Ông nhạn đấy đúng không? Cái này là cây gì anh? Xoan. Xoan nâu. Cây đắng lắm. Sầu đâu? Đắng thì cho thêm đường hết ngọt ngày. Mà mình vừa đắng lại mặn đấy chứ. Đấy. Anh em ạ. Cốt này khá đấy. 30 triệu. Chỉ có nuôi tay nữa thôi. Cốt cũng thơm thơm rồi. Nói 50 vào để ông mình dạn. Mình dạn đoán cái này 15 củ. Thế thôi. Con này á? Cái lưu liệu này. 1.8. Bắt tay luôn. Bắt cả cái này. Đây này ông Dạn, ông Nhạn chuẩn bị ra đòn này. Ông Nhạn chuẩn bị ra đòn này. Tháng 8 hồi thu này chỉ có cây ở đây. Ông Nhạn chuẩn bị ra đòn đây này. Cái này ông Nhạn bán bao nhiêu tiền nhỉ? 25 triệu. 25 à? Tháng 8 thì nó cưa này đổ lên, không có số hơn. Chỉ có gì? Chỉ có cưa này đổ lên thôi. Tức là toàn cây như này á? Đổ lên thì không có cây số hơn. À, ở đâu ra mà nhiều thế? Ở sân của mình. Chứng tỏ ở nhà còn cây đẹp hơn đúng không? Thế thì để đấy đã. Người ta may đổ lên thôi, không có cây số hơn. Bán đâu cắt đấy? Nửa quả. Đây tháng 8 này cắt nhưng mà sợ là nó to. Không, cái này thì cắt được rồi, cái này thì đừng cắt vội thì tốt. Lá bé lắm, lá bé tí. Mặt cứ tâm đẹp hơn người mà sao. Cây năm, cây lắm đẹp. Nói chung là ai mà yếu nghĩa thì nhìn sẽ thích ngay. Mình nhìn thấy những cái nét nó không được thanh thoát. Không được thanh thoát, tất nhiên là có thể vực được, nhưng mà nói chung bông tay nó cũng bệt bệt này. Được cái cũng có tuổi. Ngọn bé. Đây này, cái chỗ này ra đây này. Đấy, anh em thấy không? Và bên này nó có ngay. Cái trong khi cái chỗ này này. Lại đuối. Chỗ này nó phải đầy lên này. Chỗ này phải đầy lên này. Đó. Thôi. Bỏ quá cho. Úi giời. Cây nào đấy? C ở IB đấy. À, nhanh thế nhỉ? Chưa kịp xem
như điện. Đây, kiếm chỗ vào mà khó quá. Rồi mạnh dạn, mạnh dạn bước qua đây phát. Ôi, nghề cây có nghề rồi không lo. Ngay mang ít thế này thôi anh. Tùng này. Không cho đệ tử đi phụ à? À. Cái này khoảng bao tiền vậy anh Kha? Ai già quá hợp lý, chậu chậu đẹp luôn. Nghề cương vừa làm mớ rồi. Cương vừa làm mớ rồi. Ấm rồi, phiên chợ hôm nay cương ấm rồi. Ngâu đẹp đây. Liệu có ai nhìn ra vẻ đẹp không? Anh em phải thực sự mà vào ngắm mới biết là để làm được một cây ngâu này không dễ đâu. Có một cây ngâu này không dễ đâu. Đấy, đan lồng chim đấy. Đây kìa nha. Một cây ngâu. Đấy. Bắt đầu dọn dẹp trưng hàng. Sáng nay mưa to thế mà anh em vẫn đi bình thường nhỉ? Sáng nay lúc đi mưa còn không đi nổi, mẹ không nhìn thấy đường đâu. Mưa to ở đây, mưa to mấy đâu. Mưa to lắm, khủng khiếp luôn. Đây thì cầm ô đi vào mà. À, thế thảo nào chợ đông. Đấy, mình cắt ngọt thiểu đây. À, cái này rất rẻ đúng không anh? Cây này chắc không khoảng 3 củ nhỉ? 3 củ rưỡi. Mọi người xanh Nam Điền. Cắt cho mọi người xem luôn. Đấy, mời cả nhà nhé. Tại bên này có đảo có mấy cái phôi tương đối. Ông Nhạn cái này thì lừa mắt anh em.